I'm Dan, and today I'm not going to make this video in English, but in Vietnamese. Ta-da! Và lý do là Dan có hứa với hai em gái của Dan sẽ hướng dẫn cho hai em ấy nấu một món ăn truyền thống của Việt Nam, không những được tối giản các bước mà còn đậm đà vị ngon, và đó là bún bò. Ta-da! Và đương nhiên vì hai em ấy chỉ mới có 7 tuổi và 11 tuổi thôi, nên Dan sẽ tối giản các bước, nhưng mà Dan hứa sẽ không làm mất đi một chút vị ngon nào đâu nhé. Để hai em ấy hiểu thì Dan sẽ làm video này bằng tiếng Việt. Nào hai bé nhô. Trước tiên chúng ta cùng trần qua phần xương heo. Các bạn cho ngập nước nhé. Và chúng ta chỉ nấu đến khi vừa sôi lăn tăn thôi thì tắt bếp, đổ ra và rửa sạch phần xương đó với nước lạnh. Tiếp theo chúng ta cùng chuẩn bị phần gói gia vị nè, cùng có một củ hành tây bổ muối và 5g hạt ngò. Và đối với những ai có hộp đựng gia vị thì tại sao chúng ta lại không dùng nó cho tiện, đúng không? Sau đó thì các bạn giúp Dan múc 2 thìa canh mắm ruốc hòa với 500ml nước sôi, nhớ là nước sôi nhé, và đợi chúng lắng lại thì hớt phần nước trong ở bên trên. Công đoạn này sẽ giúp cho nước súp không bị đục và mùi thì lại không bị quá nặng vị mắm ruốc đấy. Các bạn biết không, ngày xưa Dan nhớ là bạn của Dan có chia sẻ khi mà về nhà chồng nấu bún bò mà nặng vị mắm ruốc quá là bị mẹ chồng vả sẵn 28 hít liên hồi luôn đó. Nên các bạn phải nhớ điều này nha. Giờ thì vào công đoạn chính thôi nè. Chúng ta cùng chuẩn bị một cái nồi áp suất, 2 lít nước, xương heo, gói gia vị, 5 củ sả, 5 quả ớt và 1 cân thịt bắp bò. Và chúng ta sẽ hầm lửa nhỏ trong thời gian 1 tiếng. Sau khi hầm xong thì chúng ta sẽ bỏ phần sả, phần gói gia vị và chuyển toàn bộ phần nước súp, xương heo vào một cái nồi khác có dung tích lớn hơn 4 lít. Kế tiếp, các bạn giúp Dan cho thêm nước vào để đủ 4 lít nước nha. Và nêm nếm gia vị, gồm có 2 thìa canh muối, 7 thìa canh đường, 2 thìa canh bột ngọt, 2 thìa canh nước mắm, 1 viên gia vị nêm bún bò và phần mắm ruốc đã được lọc trước đó. Bây giờ thì đã thơm nước mũi luôn rồi đó các bạn ơi. Trong thời gian đợi nước súp sôi lên thì chúng ta cùng nấu phần sa tế, gồm có 3 củ hành tím, 1 củ tỏi, 3 cây sả, 5 quả ớt xay và 2 thìa canh dầu điều. Và các bạn biết không, quan trọng nhất là 3 vá nước súp bún bò mà chúng ta đang nấu đấy. Chúng ta sẽ rim chúng đến khi mà tất cả nguyên liệu chuyển thành một cánh gián thì chúng ta sẽ tắt bếp nhé. Ấy chà chà, nước súp đã sôi lên rồi đây. Chúng ta cùng lấy phần xương heo ra để không bị nhừ quá nha các bạn. Như thế ăn sẽ không ngon đâu. We'll be right back.
Tiếp theo thì ta sẽ cho một vẻ sa tế, và nếu như ai không ăn được cay thì hoàn toàn có thể giảm xuống nha. Cuối cùng thì chúng ta cùng cho một miếng thơm vào. Và các bạn biết không, khi mà chúng ta cho miếng thơm vào thì nó sẽ làm cho nước súp trở nên trong hơn này, và có một cái vị gì đó thực sự là ngọt, rất là thanh luôn đấy. Còn giờ thì chúng ta cùng làm những bước cuối cùng thôi. Thực ra khi mà đang ngồi thái thịt bò, hành lá, ngò gai, hành tây mà bụng đang nước kêu ọc ọc à, thèm dễ sợ luôn á. Các bạn ở bên đó có ngửi thấy mùi thơm của cái nồi nước súp chúng ta đang nấu không vậy? Ta-da! Ôi cha mẹ ơi, nó ngon mà nhức cái nách sành sạch luôn á nha. Các bạn ở bên đó có ngửi thấy mùi thơm quyến rũ này không? Mời các bạn thưởng thức nha. Các bạn ơi, vẫn đang trong mùa dịch Covid nên các bạn nhớ hạn chế đi lại, đeo khẩu trang, rửa tay và giữ gìn sức khỏe nhé. Và nếu các bạn thấy thích video này của Dan thì hãy nhớ like video này, đăng ký kênh của Dan và nhấn cái chuông bên cạnh nút đăng ký kênh để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Chúc cả nhà ngon miệng. Bye bye, yêu cả nhà.